À, bây giờ ba cũng sẽ leo lên cưa, không cần xe luôn. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, để ba của Hoa tiếp tục cưa hoàn thành xong cái nhánh cây sọp phần cuối. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa nhánh cây sọp này như thế nào nha. Đó là bài vô. Ok, Hoa xin cô ông bị xi rồi, nó bị dính mũ quá, nó xi nó xịt ra không được. Không biết quý vị có xem ba của Hoa cưa cây sọp 200 năm tuổi ở miếu Ngũ Hành của quận 7 thành phố Hồ Chí Minh chưa? Chứ cây này lớn hơn rất là nhiều luôn, cũng cỡ 200 năm tuổi nên. Tại ngay chỗ này là cây nó trống. Nông. Ông này là ông lỗ chích là thối thịt. Dưới đây hứng bụi đá luôn. Oh.
Hoa của hoa cắt tỉa nhánh nhỏ để leo lên phía trên, cắt cái phần tán lá ở trên đó nè. Thank you.
nó lên cao rồi đó, nhưng mà vẫn còn chút xíu siêu nữa là tới cái hàng rào. Bà cũng hình như cắt sát nắp cái phần đó luôn rồi. Lũng lục lỗ luôn nè. Ủa, không có gì là... Đụng xuống xong rồi nó văng ra xa nè. Về ông bận. Rễ nó vướng lại xuống từ từ. Rễ quá nó vướng cái nón bà con Hòa rớt xuống dưới luôn. Ghê thiệt chứ, nhánh như vậy mà nó còn giật cả.
ba của Hoa tiếp tục sang mấy phần nhánh bên đây nữa. Và chú Thiện có nhờ ba của Hoa cưa cái phần này lại, về lại để con Út có thể là nâng cái vách tường lên để xây lại cái phòng, phòng hoặc là cái nhà gì để ở, nhà kho gì á. Mấy ông kiến vàng nè. Ở bên kia hơi ngược sáng rồi nên Hoa xin phép qua bên đây quay. Và bị vướng cái hàng rào rồi, cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua cho Hoa nha. Cưa sát vào trong phần ở ngay đây nè, không biết ba của Hoa cưa đến đâu nữa.
truyền thêm một cái máy nữa, cắt cái mồi thêm là ba của hoa lên cưa bớt cái rễ của cây dừa. Cái rễ nó thì bị đứt ngang ở dưới phía này rồi. Cắt từng lóng cũng hạn chế leo lên cái phần nhánh của cây dừa với lại cây sọp này nữa, tại vì cái phần nhánh bên đó thì có ổ ong. Ong ở phía trên kia kìa, cái ổ ong này đó đó. Chỉ nhanh trên này. Vậy là cắt mấy cái phần rễ thôi, phần nhánh thì chừa lại. Bây giờ ba con hoa sẽ qua nhánh bên đây. Văng vào vách tường. Mấy cái nhánh xà xuống mái nhà thì các cắt tề lại cho nó không đâm vào mái nhà, không bị gãy nhánh nữa. Thank you.
cần ra xa quá nó hơi cọ cây cẩm lai. Con cẩu 18 mét mà nó đã ra hết cẩu luôn. Là nhánh cây dừa, ở phía dưới là cây sọp. Cái cần của con cẩu này còn ra được 1 phút nữa. Mà phía dưới là con tấp vô. Sập mấy to nữa. Cho bác đỡ phụ. Có ngoài nhắn ở phía dưới nữa. Vậy là rúng to rồi đó. Biết như vậy là cứ hoàn thành xong chưa nữa. Xong rồi. Cắt ngay cái phần gãy. Cắt cắt thẩm mỹ lại. Cắt tề lại. Hạ xuống vô trong cắt cái phần rễ trước nè. Bà con Hòa để 3 cái máy cưa ở trên cái thùng xe đó.
lên cái phần nhánh đó luôn rồi. Rồi xong, theo Hoa nghĩ là đã xong rồi đó. Còn các cái đó nữa gì vậy cái này? Hả? Khúc đó nữa. Cắt hết mấy ngón tay á. Cắt hết mấy ngón tay. Mấy nhắm. Nó lấy dây kìa chứ không Tùng. Mấy cơ lục quá à. Cưa dính cái mũ với lại cưa vào cát. Không có cân bằng, bà của Hoa đứng thì vậy.
Cái phần thân này chắc là nó dính ở phía trên, nó không có xuống luôn. Mà có hoa xưa xong bên kia thì bác cũng lấy chổi lên mái nhà để quét lá khô luôn. Lên phía trên và chắc là ba của hoa đã chỉ cho bác tài để cái phần thùng xe ra phía xa để cho lóng cây này nó ngã xuống rớt xuống. Gì đây? Ồ, qua bên đây nắng buổi chiều đẹp quá nè. Bà cũng hồi chèn cái sợi dây đai qua cái phần nhánh ở phía trên á. Từ dưới mặt đất lên khoảng 1.5-1.6 gì luôn. Cái phần nhánh này nè, cái phần lóng cây này nè, em của hoa vào đứng. Phần dưới này nó bị hư, cái thằng nhà ba cái hà cắt cho nó sát vào, bỏ cái phần thúi. Ah!
của Hoa sẽ cắt cái phần bên đó trước, xong rồi sẽ cắt phần bên kia cho cái làm nó không có giáp, và cái làm của máy cưa bự thì nó cũng đã bị lục rồi. Tôi cũng hoa lấy máy cưa nhỏ cưa luôn. Nguyên phần lớn dây ra buộc cái máy cưa lại và lấy máy cưa khác để cứu cái máy cưa nhỏ ra. Máy cưa nó vướng mình đó đó. Ta đừng trúng đầu ơi. Trốn cây nó luôn đi. Tình cái lóng cây đó đi xuống luôn. Hôm qua bên đây cho quý vị xem cái phần mặt. Cái đó luôn không? Cái đó luôn đó. Cái đó luôn đó. Cái đó luôn đó. Cái đó luôn đó. Thôi. Bự ghê nè. Sọp. Cái này là hai cây luôn, cây sọp và cây dừa. Hồi nãy thì là cưa lúc 1 giờ, bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Ba của Hoa chỉ cưa trong vòng một buổi chiều thôi. Ba của Hoa cũng đã cưa hoàn thành xong cây sọp và cây dừa. Và chú Đường và em của Hoa thì đang cưa mấy cái lóng cây ra nhỏ nhỏ ra. Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.